Kính thưa quý vị khán giả, theo ghi nhận, mỗi năm có khoảng trên 10.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh và phần lớn các trường hợp này rơi vào những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Cũng chính bởi vì chi phí phẫu thuật tim là vô cùng lớn, những trái tim non yếu vẫn hàng ngày chịu đựng nỗi đau bệnh tật, không cách nào chữa chạy. Chúng tôi mong chương trình Nối kết yêu thương do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Nhịp tim Việt Nam thuộc tập đoàn Vina Capital thực hiện sẽ góp phần hạn chế thực trạng đáng buồn trên. Ngay bây giờ, kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình kỳ này. Từ năm 2013, chạy vì trái tim trở thành sự kiện chạy bộ thường niên gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo do công ty cổ phần Gamodalen Việt Nam và Quỹ Nhịp tim Việt Nam thuộc The Vina Capital Foundation thực hiện. Ban tổ chức của sự kiện này vừa tổ chức công bố thông tin về hành trình năm thứ 7 chạy vì trái tim. Sự kiện năm nay với thông điệp Nối nhịp tim vươn mầm sống diễn ra vào ngày 10 tháng 11 tại khu đô thị Gamoda City, quận Hoàng Mai, Hà Nội và tại khu đô thị Celadon City, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 11. Đại sứ của chương trình là các nghệ sĩ, các doanh nhân thành công ở nhiều lĩnh vực đã đồng hành cùng chạy vì trái tim trong nhiều năm qua với mong muốn lan tỏa sâu rộng thông điệp yêu thương đến cộng đồng. For the past 7 years we have a very good relationship with the Happy Vietnam and we wish to continue our programs. Every year we give a surprise to the Happy Vietnam that we are showing our commitments that we commit to raise the fund even higher each year to help even more children who benefit from these donations. We have already more than 900 children that benefited from this run for the past six years. But this 7 years, we even want to do more than that. We started this whole affair 7 years ago, and it's been a wonderful one. We have had incredible success. I think the first year we paid for about 18 children's surgeries. And last year, I think it was 186. So we've grown the thing 10 times over 7 years. I think this year, once we include this year's children in the total, I believe that we'll go over 1,000 children saved by Gamodalen in Celadon City. Thông qua Gamodalen Việt Nam, thì chúng tôi biết được cái chương trình chạy vì trái tim này và chúng tôi đã đồng hành với chương trình năm nay là năm thứ 7. Chúng tôi là nhà tài trợ chính cho chương trình và thông qua chương trình chạy vì trái tim chúng tôi mong rằng là chúng tôi sẽ đóng góp góp sức vào cái việc chữa trị cái bệnh tim cho các em bé mắc bệnh tim bẩm sinh. 2019 là một năm có một điều rất là mới, đó là Run for the Heart có ca khúc chủ đề và Nhi rất là may mắn khi được hát ca khúc chủ đề này và đây là năm thứ 3 mà Nhi đã được đồng hành cùng Run for the Heart rồi. Theo Nhi biết thì ở Việt Nam có rất nhiều em nhỏ bị bệnh tim và các em đang rất cần mọi người, đang rất cần chúng ta có thể raise up được cái chiến dịch này càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh. Chương trình chạy bộ dự kiến thu hút khoảng 10.000 đến 15.000 người, gồm học sinh, sinh viên, nhân viên doanh nghiệp, các cá nhân, gia đình tham gia. Sau 6 lần tổ chức, chương trình đã vận động được trên 23 tỷ đồng, giúp đỡ hơn 900 trẻ em nghèo mắc dị tật tim bẩm sinh được phẫu thuật kịp thời, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho các em. Nối dài hành trình đến với những trái tim chưa thật bình yên, Nối kết yêu thương tiếp tục di chuyển đến huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đến thăm nhà em Phạm Thanh Tuấn, hôm nay chỉ có bà ngoại và mẹ em ở nhà. Cha em đi làm phù hồ ở Long An, vất vả kiếm tiền lo cho cả gia đình. Mấy tháng mới tranh thủ được vài hôm về thăm nhà. Ông ngoại thì cũng đi làm rẫy ở xa, chắc chiêu dành dụm lo cho mấy đứa cháu nhỏ. Cách đây vài năm, ba mẹ em làm công việc giữ rẫy thanh long ở Bình Thuận. Mỗi ngày thu nhập chỉ có 120.000 đồng. Tuy ít nhưng cũng đủ để trang trải qua ngày. Từ ngày Tuấn chào đời, chi phí phát sinh thêm nhiều. Em lại thường xuyên đau bệnh, khó khăn từ đó bủa vây. Gia đình em về sống nương nhờ cùng ông bà ngoại. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Căn nhà trống trước hở sau của ông bà nay lại vang tiếng cười nói bi bô của con trẻ, nhưng cũng chứa đựng bao nỗi lo âu
khi phải chứng kiến phần đời của con và bệnh tình của đứa cháu nhỏ. Không một tình yêu thương nào hơn tình thương của mẹ. Mẹ vẫn luôn ở đấy, dang rộng vòng tay để che chở cho con. Những chiếc bánh kẹp hàng ngày đều đặn ra lò, chính là những cố gắng của một người bà, một người mẹ. Ngoài nhận làm bánh thuê, bà ngoại của Tuấn còn đẩy chiếc xe bánh chen chân khắp các đường lớn, ngõ nhỏ, chỉ mong có thể bán được nhiều hơn, để bữa cơm của con cháu được có thịt, có cá, rồi còn dành dụm cho những đợt thăm khám của em. Căn bệnh tim của Tuấn đã đến thời điểm cần phải can thiệp, nhưng với hoàn cảnh gia đình trong thời điểm hiện tại, con số 65 triệu đồng quả thật là một bài toán khó mà gia đình vẫn chưa tìm được lời giải. Chị ơi, mình là có tổng cộng là tất cả bao nhiêu cháu ạ? Dạ hai. Hai cháu, là cái cháu là độ tuổi là bao nhiêu chị? Này 5 tuổi, còn bé kia 13 tháng. Bé kia 13 tháng. Rồi công việc của anh chị như thế nào ạ? Chồng em làm hồ ở Long An. Em ở nhà đưa rước nó đi học với giữ nó nhỏ. Dạ. Vậy là tất cả cái kinh phí để mà mình trang trải sinh hoạt trong nhà là chỉ có mỗi một mình anh thôi hả chị? Dạ, mình anh chồng là. Vậy anh thu nhập như thế nào, rồi bao lâu anh về một lần chị? Dạ, làm ngày được 250. Hai ba tháng về, nhiều khi mưa đồ nghỉ thì về thường xuyên. Còn nắng thì không phải làm không à. Rồi làm sao mình phát hiện ra bệnh của Tuấn, mình phát hiện được bao lâu rồi? Tuổi mấy đi nó bệnh rồi đi khám. Bác sĩ Cường dẫn nó gọi nó chắc nó bị tim, đi ra thành phố khám. Không phải khám, người ta nói nó bị tim. Rồi người ta kêu theo dõi. Tới 5-6 tuổi đó rồi mới mổ. Rồi giờ đi khám với Long Xuyên mà. Đi ra thành phố một lần xa, tiền xe, tiền đồ đi Long Xuyên đây nó gần. Mỗi lần mình đi thành phố thì cái chi phí xe cộ rồi thăm khám cho bé là khoảng bao nhiêu mà mình không có đủ để đi tiếp chị? Tiền xe không là 200 rồi. Rồi đi khám hết 100 mấy nữa. Rồi nó ăn uống thì kia nó cũng cỡ 400-500 ngàn rồi. Nên nó có tiền đi giờ đi xuống Long Xuyên không mà. Nhưng mà trong suốt mấy năm mà phát hiện bệnh của bé thì chị thấy bé nó có những cái biểu hiện gì khác thường không chị? Nó khi nào mà giận quánh á là nó... Nó mệt mà lại nó cứng mình á. Dạ. Cái vụ nó bóp tay bóp chân vụ ngọt. Rồi nó dịu từ nó dịu lại. Dạ. Nhỏ nó cũng bệnh hoài, đi bệnh viện Nhi Đồng cho anh á. Nó bệnh liên tục. Bé nhỏ thì bệnh sao chị? Nó bị viêm phổi. Dạ. Vậy cho anh bệnh viện Nhi Đồng cho anh á. Bình thường anh đi làm anh có hay gọi về thăm hỏi tình hình của hai cháu không chị? Có, ngày nào cũng điện về hỏi. Kêu gác lo cho biết đứa vợ. Mình đi làm gửi tiền cho con uống sữa này kia. Cái thu nhập của anh là một ngày là khoảng 200 ngàn hả chị? Thì mỗi lần anh gửi về cho mình có được nhiều không chị? Lâu lâu gửi được 1 triệu gửi. Gửi đủ nhỏ uống sữa. Chứ ăn uống ăn nhờ của ngoại thôi. Chứ gửi đâu có đủ. Một mình chị nhiều khi mình phải đối mặt với lại bao nhiêu thứ. Về kinh tế nó cũng khó khăn. Rồi các bé vậy có nào mình bị áp lực nhiều thứ không chị? Có chị. Suy nghĩ đồ này kia chứ. Mệt mỏi bệnh ngoài. Chị cũng bệnh. Dạ. Mình có bệnh như thế nào chị? Em bị xỉn. Dạ. Rồi mỗi lần chị bệnh vậy rồi mình không có đủ sức khỏe rồi sao mình chăm hai cháu chị? Cũng gán. Mỗi lần mệt nó lên cơn xỉn thì có giày sạch mình sạch. Dạ. Cũng gán. Suy nghĩ này kia nhưng muốn buông nhưng mà cũng thương con, không buông được. Dạ thưa chú Phơi ơi, dạ đại diện địa phương ở đây á, chú có thể chia sẻ về cái sự khó khăn của gia đình chị Vi như thế nào với hai đứa con mà đứa nào cũng bệnh, đặc biệt là Tuấn đang mắc bệnh tim ạ? Nói chung thì với cái góc độ chính quyền địa phương thì thấy hoàn cảnh của hai cha mẹ của cháu này thì rất là khó khăn. Vì trước đây thì là hai vợ chồng đi làm thuê, sau này thì khi cháu nó bị bệnh rồi nó về đây ở chung với nhà của ngoại. Hoàn cảnh của gia đình ông ngoại thì cũng không có khá giả gì mấy, đất cát thì không có, cũng đi làm thuê, cho nên là thấy hoàn cảnh của cháu rất là khó khăn. Với cái góc độ ở địa phương thì cũng mong là cái đoàn và các cái nhà hảo tâm
giúp đỡ, hỗ trợ cho em được mổ tim để mà em khỏe, cố gắng học hành. Dạ cảm ơn chú. Dạ chắc có lẽ là bây giờ nhà khách nhờ bác sĩ Hiếu có thể chia sẻ về cái tình hình sức khỏe của bé Tuấn hiện tại và cái hướng để mình chữa trị cho bé như thế nào ạ? Thì bé Tuấn bị một cái dị tật bẩm sinh của tim, người ta gọi là thông liên thất. Thì cũng một phần cũng rất là may mắn là cái lỗ thông liên thất đó nó không lớn lắm. Cho nên là em bé nó có thể phát triển cho đến nay, bây giờ bé nó được 5 tuổi rồi. Tuy nhiên thì cũng một phần nữa là cái lỗ thông liên thất hiện tại vẫn chưa có thể đóng được. Bình thường sau 2 tuổi cái khả năng tự đóng của thông liên thất gần như là không có. Và trên 5 tuổi thì gần như là không có tự đóng được nữa. Thêm một phần nữa cũng rất là may mắn là với cái sự phát triển của cái khoa học kỹ thuật của y tế hiện tại, thì với những cái lỗ thông liên thất đó hiện tại cũng không cần phải trải qua một cái ca mổ mà có thể làm một cái thủ thuật can thiệp tương đối ít xâm lấn hơn, thì có thể biết được cái lỗ thông đó, giúp cho em bé nó có một trái tim lành lặn như một cái đứa trẻ bình thường. Cảm ơn bác sĩ. Chị nghe bác sĩ nói về tình hình của bé như vậy thì chị thấy như thế nào? Thấy nó nhẹ được chút. Trước đây cái sự lo lắng của mình sao về bệnh của bé? Lo lắng nhiều lắm, bây giờ nghe nói gì thấy nó nhẹ. Chị có thể chia sẻ cái cảm xúc của chị lúc này khi mà mình vừa nghe những cái tâm sự về cái hoàn cảnh gia đình của chị Vi? Thực sự là cũng thấy rất là thương cho hoàn cảnh của gia đình cháu. Và đặc biệt là khi mà ở trong gia đình hiện tại thì chỉ có những người phụ nữ cùng sát cánh với nhau thôi. Còn các người chồng thì là trụ cột chính thì lại phải ở xa nhà để đi mưu sinh lo cho cuộc sống gia đình. Thì mình cảm thấy là chị cũng rất là kiên cường để có thể mà trải qua khoảng thời gian vừa qua, vừa phải lo chăm sóc cho hai con, đứa nào cũng có cái đau ốm riêng. Vì vậy mà chắc chắn là Nhịp Tim Việt Nam đã gặp được bé ngày hôm nay, đã đồng hành cùng với Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em và Bệnh viện Đại học Y Dược đến với cháu. Thì chúng tôi xin hứa là sẽ cố gắng gây quỹ tốt nhất để mà giúp cho cháu có cuộc mổ sớm, và chúc cho mẹ với lại cháu thì sẽ cùng nhau vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn nhất này. Cảm ơn chị. Chị Vi, khi mà chị nghe chị Huệ chia sẻ là sẽ nỗ lực cố gắng hết sức để mà cùng kêu gọi mọi người chung tay hỗ trợ để mình có điều kiện mình can thiệp cho bé Tuấn, thì chị nghe cái thông tin này chị thấy như thế nào ạ? Không thể nói được, rất là vui, thoải mái, giờ không có như lúc trước này kia nữa. Nhưng cái thông tin ngày hôm nay mọi người mang đến cho mình thì đây quả thật là một niềm hạnh phúc, một niềm vui lớn mà mình nói không nên lời, đúng không chị? Dạ. Dạ vâng. Và hy vọng rằng cái thông tin vui ngày hôm nay thì nó sẽ như là một cái động lực cho gia đình để chị và gia đình của mình sẽ cố gắng tiếp tục như cái sự cố gắng của mình bao nhiêu lâu qua, để mà mình cố gắng mình tập trung mình lo cho các cháu. Nếu mà cháu đã được khỏe mạnh trở lại rồi thì anh chị mình cũng sẽ an tâm hơn để mình tiếp tục lo kinh tế của gia đình để chăm cho hai cháu chị ha. Dạ. Kính thưa quý vị, hy vọng với nỗ lực ghi nhận và chia sẻ những câu chuyện đời đầy vất vả như thế này đến quý vị khán giả, chúng ta sẽ có thêm thật nhiều những tấm lòng nhân ái tìm đến với những trái tim trẻ thơ kém may mắn trong cuộc sống. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Nói Cách Yêu Thương kỳ này. Xin chào và hẹn gặp lại! 100% đóng góp của bạn vào Nhịp Tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ Nhịp Tim Việt Nam, số 14E21, đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 02838 278787, website nhịptimvietnam.org.